sắm ấy, đang thu hoạch được ở đầu sắm. Lai xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Cũng chuẩn bị đưa bé Minh về Việt Nam rồi nè ông bà, cô chú. Hôm nay Lan giúp bà nội đi làm xong cái đám rẫy để bà nội tới quê ở nhà trồng trọt. Xem nha, cái phần lạc phần là đang có cái màu nó như vậy này, đang nghĩ là như vậy là được. Rồi con chào ông bà cô chú ở đi nè, chào nè, xin chào ông bà cô chú ở chào nè. À bà ơi chứ. Ôi giỏi quá. Do bé Minh á, nó quay video ở cả nhà cho nên là không có chào ông bà cô chú anh chị được. Bé nó rất là biết chuyện luôn, làm cái gì á thì nó cũng tiếp cho Lan hết á. Bé nó nói là con về Việt Nam học rồi, mẹ mới mốt á quay một mình nha. Hả? Ôi gió cả nhà, gió tới nỗi mà bay luôn cái xe rồi. Chờ 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 bữa cả bé rảnh. Cái nhà bữa nay trời mưa, ai gạo muống thì bữa hôm giờ Lan với lại bà nội Tiểu Quệ đã nuôi lại được như thế này rồi. Chứ hôm nó tàn tạ dung nhan luôn cả nhà. Em á, chơi chơi nè. Chơi cơ sư thủng hao nè. Nhi dầu thủng hao là ủa mãi chơi cơ sư hậu trùng ta. Sau bao nhiêu ngày bà nội sống trong đau buồn thì được sự động viên của Lan nè, anh Bảo Sinh, rồi có cháu nội kề bên. Hôm nay thì tinh thần của bà nội đỡ lên rất là nhiều luôn, bà cô chú anh chị. Củ cải trắng đây cả nhà. Đây, củ cải trắng. Chú sùm à, chị đây chú sùm à. Chú lúa bố. Củ cải trắng. Củ cải trắng. Ừ. Chú lúa bố. Củ cải trắng. Củ cải trắng. Về. Chơi cơ vui chơi ta sang bữa sau. Cách trồng rau của Lan á với cách trồng rau của bà nội Tiểu Quệ khác nhau. Lan á vô sinh á thì lấy hạt ngâm trước để cho hạt lên mầm rồi sau đó mới xả xuống đất. Còn bà nội Tiểu Quệ á thì trồng hạt khô. Nhưng khi mà đem hạt xuống á để trồng á thì bà nội Tiểu Quệ nói thì Lan cũng cười cười cho qua. Lan không cãi và cũng không phản biện lại những gì. Tại vì bây giờ Lan cũng đã hiểu ra rồi. Điều trước mắt là Lan cho bà nội có tinh thần vui vẻ nè, để mau quên đi những chuyện buồn đau và sống tiếp với con cháu. Dạ. Chỗ này của Lan á, trồng rau nó rất là chật. Mảnh đất này rất là nhỏ luôn, không có đủ chỗ trồng rau. Cho nên là cứ nhín chỗ này ra một miếng, nhín cái chỗ kia ra một miếng. Nhiều khi hai ba loại rau mà Lan với bà nội Tiểu Quệ á trồng chung với nhau luôn cả nhà. Hôm nay nè, Lan tranh thủ tiếp bà nội á, làm luôn hai luống rau để cho rồi. Chứ bà nội Tiểu Quệ ở nhà làm một mình á thì cũng tội dữ lắm. Thêm bây giờ tinh thần bà nội Tiểu Quệ suy sụp rất là nhiều. Có con có cháu tiếp ở bên cạnh đây á, cười cười nói nè. Cho nên là bà nội Tiểu Quệ cũng đỡ nhớ nhung hơn.
啊，一起种了吗？我这都没撒，这土这都没撒。啊，您留了一边呢。啊。Hôm nay á, Lan với bà nội Tứ Huệ á, xuống hạt củ cải nè, hạt rau từng ô, rồi trồng nào là hành lá nè, cải thìa, rồi thêm một ít ngò gí nữa ông bà cô chú. Xong rồi Lan qua đây phụ bà nội á, dọn luôn cái dòng rau bên này. Đây á, là cái vàng dưa leo với lại cái vàng đậu đũa. Đậu đũa năm nay á, trồng ở chỗ này nè, nó không có ra trái. Cho nên là năm sau á, Lan và bà nội Tứ Huệ quyết định là không có trồng những loại dưa và cà ở đây nữa. Mà Lan và bà nội Tứ Huệ sẽ trồng ở phía sau, ở chỗ này nè, cái đám cây này hút phân hết rồi á, cho nên là không có trái luôn cả nhà. Tiêu ra hả mà? Tại sao xí xạo à? Còn thường thì những loại dây lan này nè và những loại dây khác á, thì Lan với bà nội Tứ Huệ sẽ gom vào một góc để khi nào á, nó mục xuống thành phân á, thì Lan và bà nội Tứ Huệ sẽ bón cho rau của mình. Chứ Lan với bà nội Tứ Huệ không có bỏ cái gì hết cả nhà. Đây cái quần trắng tiêu luôn cả nhà. Lan quên đi, Lan đem cái quần trắng mặc đi luôn. Kể đi kể. Đây, Lan dọn luôn cái khúc bên đây, chuẩn bị cho bà nội trồng. Bà nội sẽ trồng cái gì thì trồng. À, chú Hoa chứ gì, mùa mưa. Đi con. Cái dòng rẫy này nè, bữa hôm á, Lan dọn cỏ một lần rồi, chứ không á thì nó cũng lên dữ lắm. Bây giờ thì bà nội vừa phát cỏ, còn Lan á thì Lan tiếp bà nội á ôm cỏ đi qua bên kia vớt. Do là cũng hơn nửa tháng rồi, Lan với bà nội Tứ Huệ á bỏ mặt luôn. Bây giờ thì nhà Lan á mới có một cái không khí tích cực một chút xíu để mà đi ra đây làm rẫy. Cái chỗ đi vào. Quý sĩ, sĩ. Cho bên thái trung cho mà ná mà nên thả tôi khi thả kế của mình mà thả phà thả quá là số quá lấy ủa lại cho em làm anh chưa lại
他也多了，他就嘛，他我也感觉他就要那个红薯吧，他不要根吧，是吧？bà nội tiểu huệ bảo á cả nhà con quay đi đâu hết rồi bà nội tiểu huệ bảo á cả nhà người ta chỉ cần có ấy rồi có củ thôi còn cái này á mình muốn ăn á thì mình tước về một ít mình ăn không có sao hết á Lan nghe lời bà nội tiểu huệ Lan hái một ít đi kệ chắc không chửi mình đâu chắc người ta không nói mình đâu cả nhà chà tiêu là nó bảo nó tôi cạo sao về thấy chia vừa à một ngày làm việc mệt mỏi và hôm nay thì bà nội tiểu huệ nấu cho một bữa ăn rất là ngon luôn cái món canh chả đậu đậu hũ kỳ xào ớt những món này là bà nội tiểu huệ tự tay làm đó cả nhà hôm nay bà nội tiểu huệ nấu canh rồi bỏ thịt vô nữa nè qua bao ngày làm của anh Bảo Sinh góp ý thì bà nội tiểu huệ hôm nay cũng đã hơn rất là nhiều luôn nếu như mà được như thế này hoài á thì Lan và anh Bảo Sinh rất là mừng luôn nay bà nội tiểu huệ nấu rất là nhiều thịt luôn á cả nhà nấu xong á bà nội tiểu huệ một tay dọn lên luôn nè hôm nay á nhà Lan đã ấm áp lại một chút xíu rồi Lan mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với gia đình Lan nha đây con ăn cơm đây đi con mời đi đây con mời nha đó thì khác nghe cười cơ tôi chỉ xua là thì tôi mới xua Gia đình của Vương Lan bây giờ chỉ mới có không khí tích cực lại ở những ngày gần đây thôi cho nên là gia đình vẫn chưa được như trước đây thấy vậy chứ bà nội tiểu huệ cũng tốt với bé Bảo Minh lắm á cả nhà do tiểu huệ nó vẫn còn nhỏ rồi thêm thời gian này bà nội tiểu huệ vừa mất ông nội nên là rất là chiều chuộng cháu luôn một sự mất mát quá lớn đối với bà cho nên bà nội tiểu huệ dành hết tình thương cho cháu nội cho nên là Lan phải dạy tiểu huệ lại rất là nhiều cháu nó có làm gì phật ý mong ông bà cô chú anh chị thông cảm bỏ qua nha Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều